Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber. Các bạn thân mến, hôm 18 tháng 6, ông Phạm Trường Long, Thượng tướng, Phó Chủ tịch Quân ủy của Trung Quốc đã vội vã rút ngắn chuyến thăm Việt Nam để về nước mà không có lý do. Trước đó các báo đài loan tin rằng ông Long sẽ ở thăm Việt Nam từ 18 đến 20 tháng 6 và trong khuôn khổ chuyến thăm này, ông Long sẽ cùng Đại tướng Ngô Xuân Lịch của Việt Nam đồng chủ trì giao lưu quân sự Việt-Trung lần thứ 4. Tuy nhiên đến chiều tối 18 tháng 6, Ông Phạm Trường Long đã cắt ngắn chương trình thăm Việt Nam và về nước. Báo New York Times trong bài viết Trung Quốc hủy giao lưu quân sự với Việt Nam vì tranh chấp lãnh thổ đang hôm 21 tháng 6 nói rằng các nhà phân tích trích dẫn nguồn tin từ chính phủ nói rằng phái đoàn Trung Quốc đã đột ngột cắt ngắn chuyến thăm sau khi bùng phát giận dữ trong một cuộc thảo luận kín về tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. tờ báo này cũng nói thêm các nhà phân tích cho biết ông Phạm Trường Long tỏ ra tức giận trước những nỗ lực gần đây của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây đã thăm viếng hai nước này. Các cơ quan an ninh bờ biển Việt Nam và Nhật Bản đã tiến hành diễn tập chung trên Biển Đông hồi tuần trước với nội dung nhằm vào việc ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp. Một lý do khác, các nhà phân tích cho rằng có thể là sự từ chối rõ ràng của Việt Nam đối với yêu cầu của Trung Quốc muốn Việt Nam từ bỏ việc thăm dò dầu khí ở các khu vực trên Biển Đông mà Trung Quốc cũng yêu sách chủ quyền. Ông Alexander Puving, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á Thái Bình Dương ở Hawaii cho rằng một trong những nguồn gốc bất đồng có thể là dự án cá voi xanh do Petro Việt Nam hợp tác với Epson Mobile. Các công ty của hai bên đã ký hợp đồng trong chuyến thăm Hà Nội hồi tháng 1 của ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ thời Obama. Khu vực khoan dầu của dự án cá voi xanh nằm gần quần đảo Hoàng Sa và cũng gần đường chín đoạn mà Trung Quốc yêu sách. Các nhà phân tích khác còn cho rằng nguồn gốc căng thẳng có thể là một trong những quyết định gần đây của Việt Nam trong việc tiếp tục thăm dò dầu mỏ trong một vùng đang tranh chấp khác ở Biển Đông. Ông Cattire trong thư điện tử trả lời các phóng viên xoay quanh sự việc này nói rằng nếu tướng Phạm Trưởng Long thực sự yêu cầu Việt Nam chấm dứt thăm dò dầu ở khu vực đó thì Việt Nam sẽ xem xét yêu cầu đó là một sự khích động các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ bác bỏ yêu cầu này và sẽ đáp trả bằng cách tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Trong một diễn biến khác, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đưa tin rằng trong bài tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã nêu một chi tiết đáng chú ý. Đó là việc ông Phạm tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam rằng Nam Hải, tức Biển Đông, là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ sau đó cũng thuật lại là năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố như vậy khi trả lời tờ Thời báo Phố Uân. Đáp lại, trả lời VOA tiếng Việt, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, ông Trương Tấn Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Ông Trương Tấn Sang nói thêm, người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Thưa các bạn, thông qua một vài nhận định của các chuyên gia nói trên, có vẻ chuyến thăm của ông Phạm Trường Long nhằm mục đích thăm dò thái độ của Việt Nam là thứ nhất, và thứ hai là để gây áp lực buộc Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí. Đặt vào bối cảnh Việt Nam vừa qua liên tục có các hoạt động ngoại giao ở cấp cao với một loạt chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch nước và Thủ tướng, thì mục đích thăm dò thái độ của ông phạm trường long là hoàn toàn có thể tôi còn nhớ sau chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang sang trung quốc vừa rồi trên một số báo mạng của trung quốc đã hĩ hửng đăng bài bàn luận rằng sau philippines nay đến lượt việt nam đã hướng về trung quốc chẳng ngờ chỉ ít lâu sau thủ tướng nguyễn xuân phúc liên tiếp thăm mỹ rồi thăm nhật sau chuyến thăm mỹ người ta bắt đầu nói đến việc khả năng tàu sân bay mỹ sẽ thăm cam ranh tất nhiên là chưa có thời gian cụ thể sau chuyến thăm Nhật, Nhật mời Việt Nam dự triển lãm vũ khí và gần đây Việt Nhật tổ chức diễn tập chung trên biển Đông với nội dung ngăn chặn việc đánh cá trộm. Những diễn biến này thật khiến cho Trung Quốc mù mịt và lo lắng. Cho nên chuyến đi của ông Long hoàn toàn có thể nhằm mục đích thăm dò thái độ, đồng thời bóng gió gần xa khuyên Việt Nam đừng thân với Mỹ Nhật. Đối với mục đích thứ hai là yêu cầu Việt Nam ngừng thăm dò khai thác dầu khí. Việc Trung Quốc ghen ghét với hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông không phải đến bây giờ mới xảy ra. Tôi vẫn nhớ trong bài nói chuyện của tướng Nguyễn Thanh Tuấn với Kiều Bảo Hải Ngoại có nói rằng sau vụ Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam hồi năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Trung Quốc. Khi sang Bắc Kinh, Tổng bí thư Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói Vừa rồi Việt Nam đã khai thác mấy trăm triệu tấn dầu trong đường chín khúc của Trung Quốc, đề nghị Việt Nam dừng khai thác dầu khí trong vùng biển Trung Quốc đáp trả lại. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, Việt Nam khai thác dầu khí hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo công ước quốc tế. Nếu Trung Quốc không đồng ý thì đưa ra tòa án quốc tế và xử như thế nào thì Việt Nam nghe như thế ấy. Đó là hoạt động phản đối ở trong các cuộc gặp cấp cao. Ngoài ra, Trung Quốc còn tìm cách gây sức ép với nhiều tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới để ngăn cản họ hợp tác với Việt Nam. Hạ sách nhất là khi các tập đoàn vẫn hợp tác thăm dò thì họ cho tàu thuyền ra ngăn cản và quấy rối như những sự kiện cắt cáp đã xảy ra hồi năm 2012. Trở lại chuyến thăm của ông Phạm Trường Long, có nhiều dấu hiệu cho thấy chuyến thăm này của ông ta không thuần túy về lĩnh vực quân sự. Bởi vì thông thường, các quan chức quốc phòng nước ngoài đến Việt Nam chỉ chủ yếu hội đàm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, sau đó đến chào xã giao các nhà lãnh đạo khác. Nhưng chuyến thăm này của ông Phạm Trường Long, sau khi gặp Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Ông ta đã gặp cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng của Việt Nam. Các nhà lãnh đạo nước ta và ông Phạm Trường Long đã thảo luận những gì thì đó là bí mật, chỉ những lãnh đạo cấp cao mới biết. Tuy nhiên ông Phạm Trường Long đã đùng đùng về ngay mà không ở lại để chủ trì giao lưu quốc phòng biên giới Việt Trung lần thứ 4. Chương trình giao lưu quân sự sau đó cũng bị hủy. Theo tâm lý thông thường, người ta chỉ bỏ về giữa chừng khi mục tiêu của chuyến đi đã thất bại. Qua đó có thể dự đoán rằng Phạm Trường Long đã gặp phải quan điểm cứng rắn của các nhà lãnh đạo Việt Nam và sứ mệnh mà ông Tập cận bình giao cho ông ta trong chuyến thăm Việt Nam đã thất bại hoàn toàn. Cho nên ông ta mới không còn lòng dạ nào ở lại, chú trì giao lưu quân sự Việt Trung, một việc vốn chỉ là mục đích danh nghĩa của chuyến đi. Thưa các bạn, với việc ông tướng Trung Quốc đùng đùng bỏ về như vậy, rất có thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ chuẩn bị bước vào một giai đoạn căng thẳng mới. Trong một diễn biến khác, từ ngày 16 tháng 6 tức là hai ngày trước khi ông Phạm Trường Long sang Hà Nội, Trung Quốc đã lại triển khai giàn khoan Hải Dương 981 ra phía nam đảo Hải Nam. Vị trí tọa độ giàn khoan, theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, thì hãy còn nằm gần về phía Trung Quốc. Tuy nhiên không loại trừ khả năng, sau chuyến đi thất bại của ông Long, Trung Quốc sẽ kéo nó sang vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như năm 2014 để gây áp lực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.